Xin chào các bạn đến với kênh kỹ thuật điện. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách đấu công tắc ô kém này của thằng Vanlock Sino nha các bạn. Đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đấu hai công tắc và bộ ô kém của Sino. Đây, mình sẽ gỡ ra và cách gỡ ra nha các bạn. Gỡ ra và gài lại cho các bạn xem. Đấu đơn giản lắm các bạn, dây thì mình cũng đã kéo rồi. Đây mình sẽ nói, đây giờ mình sẽ gài trước những cái này cho các bạn xem. Đó, mình gài là lúc nào mình cũng để ô kém ở dưới nha các bạn nha, lúc nào ô kém nó cũng để nằm dưới hết rồi. Rồi một rồi, công tắc quân Sino thì nó có cái gờ này các bạn. Đó, mình thấy rồi, chưa thấy nó có cái gờ. Còn của anh Panasonic á, là nó có một cái khớp đen này, khớp đen đây, nhưng mà nó cũng cửa giống Panasonic thôi. Mình cũng đã gỡ cái con công tắc này ra, siêu kém này ra xem rồi, nó treo nó đồng rất chi là chắc, nó giống như Panasonic luôn, đều thì thương hiệu nó không bằng Panasonic nên nó bán giá thấp hơn Panasonic nha các bạn. Rồi ok, là xem đây, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn đây. Đây là L và N. L thì hai điểm này trong nhà các bạn. Đó, đây cũng trong leo luôn. Đó, nhìn sơ đồ của công tắc này các bạn đó. Hai điểm này hai điểm trong. Hai điểm này điểm trong. Rồi công tắc bên kia cũng vậy. Rồi mình nói tới cái thằng dây điện. Đây, cái đây dây đây là mình hiện tại mình đã có hai bếp đèn. Thì mình sẽ kéo hai dây khiển bếp đèn xuống. Và đây là nguồn, nguồn thì mình cũng đã làm dấu này, dây 1.5 thôi các bạn. Ở đây thì không kém gì hết, nên mình kéo ra một chỗ này xuống chứ không có vấn đề gì hết. Đó, đây là kẹp nguồn xuống và hai dây khiển đèn. Rồi mục tiêu thì mình đã đấu ở trên trạm bên kia, mình đấu trên trạm bên kia nha các bạn. Đó, mũi trên đó, trên trạm đó nha các bạn. Rồi dừng lại gì đây. Rồi ok, bắt đầu. Bây giờ mình sẽ cầu dây trước cho bạn. Cầu dây L qua bên này, lấy nguồn cho công tắc từ thời này qua này. Ok. Đây các bạn, đây mình cũng đã sẵn rồi này. Đây, giờ mình sẽ rồi, cầu L. Đây là L nha bạn. Lửa rồi nhắn vô thôi nha bạn. Loại này thì nhắn vô thôi chứ không cần rồi phải dặn biết như cái loại trước rồi. Ok, nhớ gặp lại dây. Gặp lại giờ xe này chút lúc mình đút vô lỗ thì đút vô cái đế đó nó dễ. Rồi ok, rồi cái đây mình cũng cầu qua luôn như vậy nha bạn. Rồi đây, đây mình đã cầu xem từ ô kém qua một cách đó là mình sẽ vô dây đỏ đây luôn nha bạn. Từ nguồn này vô dây đỏ, còn quỹ qua này dây đen mình đưa qua đây, rất chỉ đợi đơn giản này. Lửa rồi, đó. Rồi xem chỉ cần nhét vô vậy thôi nha bạn. Lửa rồi mình đưa vô hết rồi. Rồi giờ mình chỉ vô hai dây bén đèn qua đây, đây đèn 1 đèn 2. Rồi mình đưa vô dây nào cũng được các bạn. Rồi chỉ nhận như vậy là rút không ra nha các bạn. Rút không ra đâu, rất cứng. Rồi ok, đây đó bạn nhìn kỹ lửa ngủi thì mình cũng đưa vô đầu đó. Đây mình cầu qua đây hết cầu, bắt đầu có ngủi thì có sẵn hết rồi. Khi mình chiều lửa ở đây mình bật công tắc thì coi có lửa có nguội thì đèn này sáng. Đây hai đèn nó cũng như vậy mà. Này giờ mình chia vạch vô. Đây các bạn để ý đấu những công tắc này ủ kém này dễ lắm các bạn.
Rồi. Nhớ là cái ổ kép này mình để dưới nha các bạn, đừng để trên, để dài là chết, để dài là cười á, không phải là thợ đâu. Nhưng tại sao để dài không được, khi mà mình kém ví dụ như ở dưới này có một cái quạt chẳng hạn, mình đưa vô mình kém đây, kém đây thì cái dây này chi mất công tắc bật không được, dướng bận mình bật khó khăn, cho nên bé buộc phải để ổ kém dưới. Rồi. Nè, đơn giản đấy mà. Rồi, để kỹ ấy, kỹ là như thế. Trước giờ mình quay clip từ phần thu trải ống sàn cho đến lắp thiết bị mình quay hết cho các bạn xem. Từ ra tới dây kéo dây mình cũng quay cho các bạn xem luôn. Chỉ cách kéo dây như thế nào là hợp lý. Đây, mình sẽ đẩy vào. Đẹp không ạ? Ok. Đây là hai công tắc và một ổ kém của van lốc. Đây, van lốc rồi mà. Van lốc nha. Nhà đây thì mình cũng chuẩn bị dao rồi các bạn. Đây, mình sẽ quay cho bạn xem. Xếp dao, nhà đã xếp dao rồi. Đây là bốn công tắc và hai ổ kém các bạn thấy. Mình lúc nào mình cũng để ổ kém ở dưới nha các bạn. Đây tại sao cái bạn nhìn thấy này, cái thằng này nó không có gừa này, bạn thấy ha, bài này có gừa không? Đó, nhưng mà thằng này không có gừa, là thằng công tắc đảo chiều nha các bạn, nha. Công tắc đảo chiều thì đương nhiên là nó không để gừa như Panasonic vậy. Nếu công tắc đảo chiều của nó thì nó không để cái chấm đèn ở đây. Đó. Đây cũng van lốc này nó trơn tru rồi luôn. Còn mấy công tắc một chiều thì nó có cái gừa này. Có gừa này cho bạn dễ nhận biết. Nhưng mà nếu công tắc một chiều hay là công tắc hai chiều thì mình nhìn vô cái sơ đồ hoàn xe clip của nó, mình sẽ thấy một chiều hay hai chiều liền. Mình thấy cái chân của nó sơ đồ bị á. Biết một chiều hay là hai chiều. Đây, mình sẽ quay cho bạn xem. Chút nữa lên đèn đây. Đây là bếp đèn nhà chú cầu thang này làm kiểu các bạn. Đây đèn. Đèn cạc các bạn. Đèn nó bằng 3 chế độ nha các bạn. Đây là bếp đèn cầu thang. Thì mình đang ở trên lầu nha các bạn. Đang ở trên lầu ạ. Đang chuẩn bị lắp thiết bị. Lắp xem rồi thì mình sẽ quay lên cho bạn xem. Rồi. Đây thì ở trên lầu đây người ta để tivi ở trên này các bạn. Để tivi ở trên này nên mình kéo dây mạng lên trên này. Lúc kéo dây cực lắm mà. Kéo dây mạng này. Dây mạng mình cặp chung với dây nguồn đó. Đi. Đi kéo cực. Đây, cái thiết bị mình cũng đã lắp như là thảm ủng rồi. Đó. Đèn đây là đèn bán nguyệt nha các bạn. Nói chung là đèn này lắp vô cũng hơi khó, tại nó có cái rãnh nó nhỏ. Trên đó là đèn và dưới đây là mình làm ổ kém, đây là cái quạt nha các bạn. Đây mình lắp bao kém với lại một con tắc. Con tắc đèn ở trên này. Đèn ra trước cho bạn tham khảo luôn. Đây chuẩn bị người ta lốc liền. Ngày nay mình giao điện đây là ngày mai là người ta lốc liền nha bạn. Ok. Đây, một phèn sáng quá mà. Đây chiếc phèn của mấy con nhỏ quá, mẹ hồng.
Thôi, mình giới thiệu cho các bạn xem thôi. Mình chia sẻ, các bạn nào thấy hay thì nhấn đăng ký kênh cho mình nha, ủng hộ kênh mình để mình ra nhiều clip khác nha. Thôi, chào tạm biệt các bạn.